Quý vị thân mến, vừa qua Pay Competition mùa năm, một cuộc thi thuyết trình dành cho học sinh sinh viên toàn quốc đã được diễn ra với không khí sôi nổi vui tươi khi thu hút được sự tham gia của hơn 150 tài năng hùng biện trẻ đến từ Cần Thơ và các tỉnh thành trên cả nước. Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi, đây còn là sân chơi rất bổ ích dành cho những diễn giả trẻ trong tương lai. Với chủ đề nói về sự biết ơn, các thí sinh mang đến cuộc thi Pay Competition mùa năm những phần hùng biện đầy sắc màu khi kết hợp giữa khả năng thuyết trình và kỹ thuật biểu diễn trên sân khấu. Các thí sinh đã mang đến những câu chuyện có thật đầy tính nhân văn, bày tỏ sự biết ơn đến ông bà, cha mẹ hoặc đến chính bản thân mình trong quá khứ để có được sự thay đổi tích cực hơn, cũng như truyền cảm hứng về quá trình rèn luyện ý chí vươn lên trong tương lai. Ước mơ lớn nhất của em hiện tại đó là em muốn trở thành một người diễn thuyết, một người truyền cảm hứng cho những sân khấu lớn cho tất cả những bạn có thể đã và đang ở trong những cái trường hợp như em của quá khứ, là những người họ mất niềm tin vào cuộc sống, những người họ cảm thấy mình thua thiệt rất nhiều. Và em muốn nói với họ rằng, em đứng trên sân khấu này để truyền tải là tôi đã từng như bạn và ngày hôm nay tôi đứng được ở đây, có nghĩa là tôi làm được thì bạn cũng vậy. Không có gì mình phải lo sợ và cảm thấy tự ti cả. Điểm mới của năm nay so với những năm khác là năm nay chúng ta lựa chọn từ mùa 1 đến mùa 4 là mỗi bạn thí sinh sẽ trình bày quan điểm, sau đó ban giám khảo phản biện quan điểm. Nhưng đối với năm nay là mỗi một cặp thí sinh sẽ tương tác trực tiếp cùng một chủ đề, để qua đó sẽ góp phần cho các bạn thấy được cái sự tranh biện giữa những cái vai đồng ý và một cái vai không đồng ý, và qua đó để giúp cho các bạn có được cái sự đấu tranh về mặt tư tưởng, và nó sẽ góp phần nâng cao cái nhận thức của các bạn hơn. Mang đến câu chuyện nói về hoạt động tranh biện trong hơn 6 năm qua, thí sinh Chu Đức An đến từ Học viện Ngoại giao Việt Nam đã xuất sắc giành được ngôi vị Á quân 1 khi để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo và tất cả mọi người có mặt trong đêm thi diễn. Bài học của em đó chính là khi mà tranh biện, chúng ta luôn luôn nhận ra rằng có chi phí cơ hội trong các lựa chọn mà chúng ta đưa ra, và không có một cái lựa chọn nào là hoàn hảo cả. Và chúng ta phải cân nhắc dựa trên cái chi phí cơ hội đấy để đưa ra lựa chọn cuối cùng phù hợp nhất với cả bản thân mình. Thì hôm nay em sẽ dẫn dắt mọi người đi lòng vòng một chút để quay về câu chuyện rằng là chi phí cơ hội là một thứ chúng ta cần quan tâm, và thời gian sẽ là chi phí đắt nhất. Câu chuyện cá nhân của bạn nó phải lồng ghép trong một câu chuyện chung của cả cái chương trình. Nó làm cho cái trải nghiệm của người nghe và tôi là ban giám khảo nói riêng, chúng tôi thấy được cái sự đa chiều trong cái câu chuyện bạn kể. Thế thì cái ấn tượng thực sự mà nói, mỗi bạn nó lại cho chúng tôi một cái trải nghiệm khác nhau trong cái nguyên cái phần trình bày đó. Nhưng đặc biệt năm nay chúng tôi có hai thí sinh rất là nhỏ mà rất bản lĩnh. Một bạn 16 tuổi, một bạn 18 tuổi, thi cùng các anh chị 20, 21, 22. Các anh chị còn lại hầu như nói về những cái câu chuyện hành trình vượt khổ, những câu chuyện mà vươn lên từ số phận, những cái câu chuyện phải nói là phải có một cái hành tích và một cái chặng đường rất là dài hơi. Trong khi hai bạn này lại nói câu chuyện vượt sướng, lại nói những cái câu chuyện mà cái sự tiện nghi nó đem lại cho bạn những cái bất lợi trong cuộc sống. Điều đó là vô cùng đặc biệt, mới là phản ánh rằng là cái giá trị cũng giống như là những cái vùng quan tâm của các bạn, nó rất thật và rất sát với cái thời đại chúng ta ngay thời điểm này, với những thách thức mà nó rất là đương đại. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là cực kỳ ấn tượng, không chỉ với cá nhân tôi đâu, tôi nghĩ tất cả mọi người đều cực kỳ ấn tượng với cái sự thật đó, cái sự mà chân thực và nó đương đại đó. Từ những câu chuyện thật rất đời thường, Bay Competition không chỉ là một sân chơi thiết thực giúp tìm kiếm và phát triển những tài năng diễn giả trẻ, mà qua đó còn giúp các bạn có thể trau dồi sự tự tin, chia sẻ những thông điệp nhân văn đầy cảm hứng đến cộng đồng.